Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà rất là đẹp ở vị trí trung tâm đường Nguyễn Y Thập đó mọi người, ngay chợ Tân Mỹ luôn. Mình đi chợ Tân Mỹ là chỉ cần đi bộ mà khoảng có 1 phút thôi là tới liền luôn đó mọi người. Vị trí mọi người thấy quá đã luôn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cùng với mọi người cũng như tham quan và khám phá cái căn nhà này. Thì mọi người có cái nhu cầu mua bán cũng như ký gửi hoặc là những cái giấy tờ liên quan đến nói chung là nhà cửa đất đai thì hãy liên hệ trực tiếp với Tường nha, mình sẽ hỗ trợ mọi người hết mình luôn. Nào bây giờ cùng với mọi người tham quan cũng như khám phá cái căn nhà đẹp và ngay trung tâm này thôi. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái tuyến đường mà sầm uất cũng như là rất là sôi nổi nhất quận 7 luôn đó mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người đi vào bên trong của cái căn nhà nha. Và đây chính là cái vị trí mà cái con hẻm đi vào căn nhà của mình. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Căn nhà là ở hẻm thẳng nha mọi người. Đi thẳng vô là tới nhà luôn, chứ không có cần phải quẹo đi đâu nữa hết trơn á. Và ở đây nè mọi người có một cái ngã ba này là mình sẽ đi ra bên ngay chợ Tân Mỹ luôn đó mọi người ạ. Ở đứng ở đây mọi người có thể nhìn kỹ chút xíu là thấy cái mặt tiền chợ Tân Mỹ, đi ra đó trong vòng khoảng 1 phút đi bộ thôi mọi người, đi chợ rất là thuận tiện và thoải mái. Tiếp tục mình sẽ đi tới cái căn nhà ở hẻm thẳng. Thì cái căn nhà đây chính là vị trí được kết cấu là gồm một trệt và có một lầu nha mọi người. Nhà cũng mới vừa được hoàn thiện, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Và ở phía trước nhà gia chủ chừa một cái khoảng sân độ khoảng là 3 mét, rất là rộng rãi và thoải mái. Ở phía bên đây gia chủ có chừa một cái đường ống nè để mình có thể trồng cây, lấy nước hoặc có thể rửa xe. Phía bên trong nhà thì gia chủ có lắp thêm một lớp cửa cuốn nữa mọi người, nên rất là kiên cố và an toàn. Và thêm ở trong nữa là một bộ cửa kính cường lực và sử dụng nhôm sifa cực kỳ là cao cấp luôn đó mọi người. Cửa mở 4 cánh. Cửa này thì mọi người khi mà đóng cửa lại thì nó cách âm lắm, mình ở bên ngoài cũng không có nghe được cái gì mà ở bên trong nhà mình nói chuyện hết trơn á. Và đây chính là cái vị trí phòng khách nè mọi người, rất là rộng rãi và thoải mái. Nhà được thiết kế mọi người thấy rất là sáng và sang. Và ở đây có một số đèn để mình trưng bày. Căn nhà này rất là thích hợp cho mình mở một cái gì đó mà để trưng bày hoặc là mình làm cái văn phòng. Nhà được thiết kế mọi người thấy không, rất là sáng và sang trọng. Về mặt cầu thang thì mọi người thấy sử dụng cầu thang cái nền bằng gỗ luôn, rất là đẹp và nổi bật. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi vào bên trong của căn nhà nha. Trước khi vào bên trong, đây chính là vị trí của nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở tầng trệt thì được tích hợp ở dưới cầu thang nên tận dụng cái diện tích tối đa luôn đó mọi người. Đây chính là vị trí nhà vệ sinh, cũng tương đối rộng rãi và bồn cầu thì được làm ở phía bên trong, nó cũng khá là lịch sự. Và cửa cũng được sử dụng cửa trắng luôn nè mọi người, đẹp lắm. Và đây chính là khu vực của người nội trợ đảm đang, rất là rộng và thoải mái luôn, mọi người thấy không? Cực kỳ là rộng rãi luôn. Căn nhà này chiều dài tới tận 20 mét lận đó mọi người, nên được thiết kế rất là thoáng. Ở phía trên sử dụng đèn có tông màu hơi vàng nè, rất là sang trọng. Và có tặng một cái máy lạnh nữa mọi người. Vị trí ở đây nè mọi người, mình có thể đặt một cái bộ bàn ăn từ 8 cho đến 10 ghế cũng rất là thoải mái, cũng không có cảm thấy chật chội cho cái phòng bếp. Cái bồn rửa thì cũng được sử dụng là bồn đôi nên rất là rộng rãi và thoải mái. Và ở phía sau gia chủ có chừa một cái khoảng trống, ở đây sử dụng kính cường lực luôn nè mọi người. Và cái khung là cái khung nhôm sifa. Và ở phía bên tay trái đây là sử dụng bộ
bình bếp ga âm nè. Và cái căn nhà này mọi người thấy nó rất là thoáng. Tại vì sao? Ở phía trên gia chủ không có sử dụng cái tủ treo, nên cái nhà bếp đó mình thấy cảm thấy nó thoáng lắm và nó rộng rãi nữa. Và ở phía sau khu vực ở xa cuối nhà đó chính là vị trí của khoảng sân sau. Khoảng sân sau thì gia chủ cũng làm một cái bộ cửa nhôm Sifa nè, kính cường lực. Sân sau thì gia chủ độ khoảng 1m8 mọi người, rất là rộng rãi. Và khu vực đây là mình có thể để máy giặt, rồi cái mình giặt đồ mình phơi đồ ở đây, rất là nắng và sáng. Phía trên thì gia chủ cũng làm một cái song sắt rất là kiên cố và sử dụng kính trắng luôn mọi người, vừa có nắng và vừa có gió nữa. Ở phía bên đây thì chừa cái khoảng không nè mọi người, không có làm kính nên gió rất là nhiều, nó lồng vào ở trong nhà. Và cái phòng bếp của mình nó cũng không có mùi nữa khi mà mình mở cái cánh cửa nhôm Sifa, cánh cửa ra sân sau. Và đây chính là cái vị trí mà khoảng giếng trời nè, có ánh nắng ở trên cao tỏ xuống dưới cái căn nhà. Cầu thang thì cũng được sử dụng bằng gỗ toàn bộ và sử dụng khung bảo vệ bằng sắt đó mọi người, màu sắt đen. Mình đã tới khu vực lầu 1. Ở vị trí lầu 1 thì gia chủ lót sàn gỗ toàn bộ luôn mọi người. Trước khi đi vào căn phòng phía sau, đây chính là vị trí nhà vệ sinh ở lầu 1. Bồn rửa tay thì sử dụng nằm ở phía bên ngoài và có một cái kính rất là to lớn luôn nè mọi người. Và đây chính là cái khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở lầu 1 thì được thiết kế có thêm cái phòng tắm, có máy nước nóng, có vòi sen, đồ đầy đủ hết trơn nè. Sử dụng trang thiết bị rất là cao cấp, cũng như là nền gạch nè, ốp thì cũng rất là đẹp và cao. Sử dụng cửa cũng màu trắng luôn. Nhà này sử dụng tông trắng rất là nhiều mọi người, rất là sáng và sang trọng. Và đây chính là vị trí của cái căn phòng đầu tiên. Căn phòng đầu tiên thì khá là rộng rãi, độ khoảng 20 mấy, gần 30 mét vuông, với lót sàn gỗ luôn nha mọi người, cái nền. Và ở phía trên thì cũng được sử dụng đèn tông màu vàng, rất là đẹp, nó không có bị chói cái ánh sáng trắng. Và phía cuối cùng thì gia chủ có chừa một cái khoảng cửa sổ. Và ở phía dưới của cửa sổ đó chính là cái khoảng sân sau của mình, rất là thoáng. Và làm thêm một cái khung cửa bằng sắt nữa, nên rất là kiên cố. Bây giờ thì mình sẽ tiến ra bên cái căn phòng thứ hai, đó chính là vị trí của căn phòng ở phía bên ngoài. Căn phòng ở phía bên ngoài thì chắc chắn sẽ có lợi thế là có cái ban công rất là lớn luôn, thì mọi người đã thấy rồi đó. Căn phòng thứ hai này thì nó cũng độ khoảng giống như cái căn phòng ở phía bên sau nhà, thì độ 20 mấy mét vuông đó mọi người, cũng rất là thoải mái. Ở phía trên thì cũng được sử dụng tông đèn màu vàng và có một cái máy lạnh nè, rất là thoải mái, mình mở máy lạnh lên là mát lạnh luôn á. Đây là vị trí cửa ban công, cũng được sử dụng cửa nhôm Sifa và kính cường lực rất là chắc chắn. Mình sẽ mở cửa đi ra bên ngoài. Và đây là cái vị trí khoảng ban công phía bên ngoài. Cái độ dài của nó là độ khoảng 1,5 m mọi người, rất là thoải mái. Và đây chính là vị trí cái lan can bảo vệ nè. Ở phía dưới là cái khoảng sân phía trước nhà, cũng như là cái mái ngói ở dưới nhà, cũng được sử dụng tông màu tối. Và đây là những khu vực hàng xóm nè mọi người. Đó bên kia đó chính là mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát. Ủa lộn mọi người, mặt tiền đường Nguyễn Duy Thập. Và ở phía bên đây đó chính là vị trí của chợ Tân Mỹ, là ngay phía sau cái nhà đó đó mọi người. Mình đi ra nó rất là gần. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với căn phòng khách đi. Sau đó mình sẽ nói về cái phần thông tin cũng như là pháp lý và giá cả của căn nhà này, để cho mọi người có thể biết, nắm cái thông tin, sau đó liên hệ với Tường nha. Và bây giờ mình sẽ nói về cái phần thông tin cũng như là pháp lý. Đó chính là cái phần quan trọng nhất để cho mọi người có thể biết và chốt cái căn nhà này nha. Thì về cái phần vị trí của căn nhà này thì nằm ở ngay sau lưng chợ Tân Mỹ. Và
và cách đường Nguyễn Thị Thập mặt tiền đường khoảng chừng vài chục mét thôi mọi người, và hẻm thẳng đi vào là có thể tới ngay. Thì cái căn nhà này á, với diện tích là chiều ngang là 4 mét và chiều dài của căn nhà này mọi người thấy rất là dài luôn, là tận 20 mét lận đó mọi người. Và cái khoảng sân trước là chừa là khoảng 3 mét nên nó cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Nó rất là có cái độ thoáng của cái căn nhà. Và cái căn nhà này thì mọi người thấy rồi đó, mới vừa hoàn thiện, rất là đẹp, sử dụng tông màu trắng, sang trọng. Thì cái căn nhà này á, thì là hướng chính Tây luôn nha mọi người. Cái sổ của căn nhà này á, thì mọi người yên tâm, tuyệt đối sổ hồng riêng và hoàn công đầy đủ hết, và công nhận đủ cái diện tích của mình là 420 là 80 mét vuông nha mọi người. Về cái giá của cái căn nhà này là 6 tỷ 500 triệu, vẫn còn thương lượng nữa đó mọi người. Một cái giá tiền rất là phù hợp với cái vị trí cũng như là cái phần kết cấu của căn nhà. Thì quên nữa, mình sẽ nói về phần kết cấu là gồm có một chợt và một lầu, có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh cũng như mọi người thấy rồi đó. Mọi người có nhu cầu thì hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường nha, mình sẽ dẫn mọi người đến đây cũng như là tham quan trực tiếp và gặp chủ nhà và chốt giá. Thì mọi cái thông tin cũng như là thắc mắc gì nữa thì mọi người hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường, mình sẽ hỗ trợ mọi người hết mình. Thì video ở đây thì mình cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tường, và sẽ giúp cho mọi người cập nhật thêm nhiều cái căn nhà mới hấp dẫn nữa nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người ở video này nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.